Giá vàng nhẫn lao dốc. Trái với dự đoán, giá vàng thế giới lao dốc về dưới 2.300 đô trên một ao, nhưng giá vàng miếng SJC không giảm thêm. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lao dốc không phanh. Hôm nay, mùng 10 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá bán trực tiếp là 75,98 triệu đồng. Mức giá này giữ nguyên trong suốt 3 phiên gần đây, dù giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới ở mức 2.296 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng. Giá vàng thế giới chỉ tương đương 70,45 triệu đồng trên lượng. Công ty SCG và 4 hàng ngân hàng cũng giữ nguyên giá bán là 76,98 triệu đồng trên một lượng. Giá mua vào niêm yết tại công ty SCG với mức 74,98 triệu đồng. Như vậy, sau 6 phiên bản can thiệp, giá vàng miếng SJC đã giảm thêm 4 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng bán ra hiện nay, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tăng lên với mức 6,53 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch này đã tăng gần gấp đôi với mức cuối tuần trước. Today, June 10, the State Bank keeps the direct gold selling barrier unchanged. The barrier level has remain unchanged for the past three sessions, despite the shape decline the world gold price. At the end of today, the world gold price converted according to the exchange rate list bank, the world gold by the only equivalent. Những phiên gần đây, giá vàng SJC được định hướng bởi giá bán trực tiếp từ ngân hàng nhà nước. Sau đó, bốn ngân hàng mua vàng từ ngân hàng nhà nước và bán ra thị trường với biên độ cộng thêm là 1 triệu đồng trên một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Công ty vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng nhẫn 99 ở mức 74,2 triệu đồng, ở chiều mua vào là 72,6 triệu đồng. Và so với giá vàng hôm 6 tháng 6, giá vàng nhẫn đã giảm hơn 1 triệu đồng trên một lượng. Hiện giá vàng nhẫn 49 chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi là 3,75 triệu đồng. Ngoài việc giảm theo giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn còn giảm vì sức mua giảm sút